ông Phạm Văn Vinh có thửa đất số 621, tờ bản đồ số 40, diện tích 393m2, loại đất trồng cây hàng năm tại tổ dân phố ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, ông nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa trên sang đất ở nông thôn với diện tích 200m2 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng tiến hành xác minh thực địa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Tại biên bản xác minh thực địa kết luận, thửa đất số 261, tờ bản đồ số 40 đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn với diện tích 200m2. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ ban hành quyết định 6403 của Ủy ban Nhân dân Đồng Hỷ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ ông Phạm Văn Vinh. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, gia đình ông Phạm Văn Vinh đã nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ với tổng số tiền là 269 triệu 800 nghìn đồng. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi ích của gia đình. Ông Vinh đã có nhiều đơn gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết. Từ năm 2020 tôi có nộp hồ sơ và năm 2021 tôi có nộp thuế. Nhưng đến nay vẫn chưa có gì ạ. Tôi đi lại rất nhiều lần, vòng 3 năm tôi không nhớ cụ thể là bao nhiêu gặp cán bộ tài nguyên và cán bộ tiếp dân ở huyện, quá nhiều lần rồi. Nên bây giờ vẫn chưa thấy ai trả bìa đỏ. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cấp bìa đỏ giả cho gia đình nhà tôi để cho gia đình tôi ổn định cuộc sống. Trước những kiến nghị của gia đình ông Vinh về việc vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận của gia đình, vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Vinh. Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cũng thẳng thắn nhìn nhận về việc chậm trễ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Vướng mắc hiện nay là thửa đất trên nằm vào vị trí mà đồ án và bản vẽ quy hoạch chi tiết ghi là đất hỗn hợp, đất dự trữ phát triển. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đang xem xét việc thửa đất trên có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng hay không. Và trong quá trình chậm thì huyện đã làm văn bản để đảm bảo chắc chắn rằng là cái việc giải quyết cho ông Vinh đúng luật, không lấy sai sửa sai hoặc là còn vấn đề gì mà mình phải vướng mắc thì đã xin ý kiến Sở Tài nguyên và Sở Xây dựng đến nay thì cơ bản thống nhất. Như vậy là cái việc mà giải quyết cấp giấy cho ông đến thời điểm này để đảm bảo thời gian thì sau buổi tiếp công dân này thì cũng đề nghị bí thư ra cho huyện để viết xong trong tháng 10 này. Tại buổi tiếp công dân, trên cơ sở kiến nghị của công dân và ý kiến trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ thực hiện các quy trình cấp giấy chứng nhận cho công dân đảm bảo đúng các quy định pháp luật. Kiến nghị của công dân để được cấp bìa trong cái việc chuyển mục đích sử dụng đất là chính đáng và có cơ sở để giải quyết. Đề nghị với cả huyện Đồng Hỷ là phải thực hiện cái nội dung này theo đúng các quy định của pháp luật, theo đúng trình tự thủ tục và đúng quy định của pháp luật và hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2023. Với những chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân, người dân mong muốn, kỳ vọng vào các cơ quan chức năng của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho công dân theo đúng quy định.